Rồi các bạn nghe rõ không các bạn? Alo. Dạ vẫn nghe bình thường. Thấy màn hình thấy chưa? Dạ thấy rồi. Rồi. Trong cái phần bài ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ học về cái memory map. Memory map là gì? Hôm trước ấy, thầy có đã nói cho các bạn một cái về cái bộ nhớ đúng không? Thì thầy có nói là mình quy lại là mình tụi em cứ tự nghĩ nó như là một cái tòa chung cư ấy, gồm nhiều tầng, ok không? Nhưng thực chất á, cái tòa chung cư đó em không phải tầng nào em cũng cho người vô ở được. Em nhìn ra một số cái chung cư mà ở cái tầng dưới họ làm giả sử như trung tâm thương mại hoặc những cái phòng chức năng này nọ á, thì rõ ràng là không phải tầng nào mình cũng cho người vào ở được. Vì vậy cái bộ nhớ nó cũng vậy, không phải là cái bay nào, cái ô nào mình cũng nhét data của mình vào được hết. Vậy thì nó là sao? Nó cũng như tòa chung cư vậy, nó sẽ chia thành những phần cụ thể. Nó sẽ có một cái mapping, map cụ thể. Map như thế nào? Là tôi sẽ có cái phần mà tôi sẽ lưu được cái user code, có nghĩa là cái data tòa này toàn bộ em lưu vô đây. Còn những phần lại tôi như lưu là những cái phần mà tôi sử dụng riêng cho tôi lưu những cái chức năng riêng. Giả sử ở dưới chung cư á, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 nó làm những cái phòng chức năng và văn phòng công ty này nọ, hoặc là trung tâm thương mại nọ. Nhưng mà tầng 7 trở lên á, từ 6 trở lên á, là nó bắt đầu mới cho mình vô ở. Như vậy á, memory cũng vậy. Em làm cái bộ memory thì những cái nó sẽ quyết định là bộ nhớ nó dành riêng cho vùng nào đó thì người user người ta không có cần, không được lưu vào đó. Tuy nhiên tụi em không nhất thiết là tụi em phải nắm là tầng nào để lưu data vào, bởi vì con microcontroller trong đó nó là config sẵn cho tụi em, cấu hình sẵn luôn rồi. Ok ha. Và các bạn nhớ rằng chỉ một điều trong cái phần này á, là không phải là cứ memory là các bạn có thể lưu data vào được luôn, không có lưu data vào được. Có những phần là các bạn không thể lưu được. Nếu các bạn cố tình các bạn sử dụng một cái phần mềm downloader, các bạn download cái source code của bạn vào đó thì con chip của bạn sẽ bị hỏng luôn, bởi vì nó đã bị mất đi những cái phần chức năng rồi. Ok. Lớp mình phần này mình đang nói tiếng Anh ha. So there are two types of the memories. Two type. Program memories. Program memory. What is this? Here is program memories. I will call this the flash. Flash. Flash là gì ạ? Các bạn có để ý thấy không? Thầy lấy ví dụ đi. Giả sử bạn lập trình cho một cái thiết bị nào đó ha, bạn để hiển thị gì đó, ok không? Thì em nghĩ thấy rằng là có nghĩa là em download source code từ trên máy tính của em xuống. Vậy thì em phải tự hỏi với em rằng là cái source code này nó nằm ở đâu, cái chương trình nó nằm ở đâu. Chắc chắn là nó nằm sẽ trong cái bộ nhớ của cái con microcontroller rồi, ok không? Vậy thì cái bộ nhớ mà để lưu cái chương trình của em á, nó sẽ gọi là RAM memories or flash memory, ok? Vậy thì flash nó là một dạng của ROM hay RAM tụi em? Lớp trả lời cho thầy được không? Dạ, ROM hả thầy? ROM. Tại sao lại là ROM? Tại vì nó lưu vô hẳn trong bộ nhớ để sau qua, để nó tiếp tục, nó còn chạy sau này nữa. Đúng rồi. Đây là một flash, nó là dạng một dạng của ROM tụi em. Vì em download source code của em vô, nó nằm ở trong cái vùng nhớ này. Và khi nó nằm trong vùng nhớ này á, em có tắt nó đi, em có tắt hệ thống đi, em cấp không có cấp điện cho nó nữa, thì nó vẫn nằm im ở đó. Và xíu nữa em bật lên thì chương trình nó vẫn phải chạy, đúng không? Như vậy là cái chương trình này nó không bị mất dữ liệu khi mất điện này. Trong cái điều hòa cũng vậy, người ta download xong cái source code phải nằm trong đó chứ. Ok không? Thì cái này là một bộ nhớ dạng ROM và mình sẽ gọi nó có một cái tên là flash. Vậy thì cái con số mà 4K multiple with 16 là gì vậy? Con số này nè.
4K minimal width system. Something like this. So in the previous, I show you the data memory block, something like this, with a lot of, like a department with a lot of floor, and the rooms. Thực trước có thể có nói các bạn là memory nó như cái này đúng không? Và cái cấu trúc bộ memory của chúng ta sẽ gồm 8 bit. Nhưng cái con này, bộ nhớ flash của nó là 4K, 4K mà nhân với 16 em. Thì bộ nhớ của nó lên tới bao nhiêu bit tụi em? Nếu em làm như vậy á, thì bộ nhớ của nó không còn là 8 bit nữa đâu. Bộ nhớ của nó là lên tới 16 bit luôn rồi. À. Như vậy á, có nghĩa là 16 ở đây nè, chính là một cái cấu trúc của bộ nhớ của mình là bao nhiêu. Thì cấu trúc của bộ nhớ của mình sẽ là 16 bit. Có nghĩa là tôi phải vẽ thêm cấu trúc của bộ nhớ tôi thêm thế này nữa em. Giống như hai tòa chung cư mình sát liền với nhau vậy. Vậy 4K là gì? 4K chính nghĩa là 4 kilobyte, 4 kilobyte. Và em bộ nhớ em đánh số 1, 2, 3, 4. 1 kilobyte là bao nhiêu em? 1 kilobyte là 1024 byte. Đúng không? 1024 byte như vậy là 4000 kilobyte. À, 4 nhân 1024 byte sẽ là 4096 hả? Ừ, thì là chừng đó byte ha. À, mình đổi đơn vị kilobyte em. Nè. À. Ok không? À. Vậy thì như vậy nó giống cái tòa nhà em xếp những cái tầng lên nè. Ok không? Những cái tầng lên. À. Làm sao cho nó đủ toàn bộ cái này là 4 kilobyte. Mỗi cái ô này của tụi em là 1 byte. Như vậy là như cái hình thầy trên vẽ ở đây trên bảng á, là các bạn đã có 4 byte rồi đó. À. Và nó sẽ có 4 nhân với 1024 nữa. À, byte nữa. Vậy thì nó sẽ xếp lên tiếp tục, xếp lên tiếp tục. À, đó chính là cái kích thước của bộ nhớ, kích thước, cái dung lượng của bộ nhớ. À, đó là kích thước và dung lượng của bộ nhớ. Ok. Cái bộ nhớ thứ hai nó sẽ có một bộ nhớ, nó gọi là bộ nhớ ROM, memory. Và nhớ chắc đây là cái một dạng của ROM luôn em. Nhưng nó có tên gọi khác là EEPROM. Bộ nhớ này là bộ nhớ không bị mất dữ liệu khi cấp điện. À, nó cũng như flash thôi. Nhưng mà nó có một cái hay hơn là nó sẽ ghi vào nhanh hơn. Nó ghi vào nhanh hơn, nó giống như trên cái đồng hồ Tablo của IBM xe. Em thấy cái đồng hồ này không? Nó có cái con số của cái quãng đường em đi được. Ha? Vậy thì em khi em tắt máy em tháo một ra con số nó vẫn còn lưu lại. Như vậy nó sẽ lưu vào ROM. Và khi em chạy á, cái con số này nó là một cái biến em, và nó sẽ tăng lên. Như vậy á, cái biến này nó sẽ tăng lên và nó sẽ được lưu vào cái một cái bộ nhớ, nó sẽ là bộ nhớ ESROM. Giả sử cái biến này biến quãng đường thì lưu vào ESROM. Ha? Và thầy rõ ràng thì lưu vào thì đọc ra nó phải nhanh chứ. Ha? Ok. À, đó là cái bộ nhớ ROM. Data memory là gì? Data memory là giống như là bộ nhớ RAM của mình nhé tụi em. Khi con chip này nó chạy, nó sinh ra những cái biến, và cái biến này nó lưu để chạy chương trình thì nó lưu ở RAM. Và ở đây thì chúng ta sẽ không gọi là RAM mà chúng ta gọi là SRAM. Không có tên là S là static RAM á. Và đây là cấu trúc của nó. Nó chỉ có 512 byte. Thưa tụi em. Chỉ có 512 byte thôi. À. Đó. Và trong khi cái máy tính của mình là bao nhiêu, rất là lớn. Ok ha. Đó là ba cái dạng cái cấu trúc của bộ nhớ ở trên con microcontroller mà chúng ta sẽ học. Ok. Có ví dụ cho tụi em nốt một số cái. Cái phần program counter thì nó hơi phức tạp xíu thì thầy bỏ luôn nha, thầy bỏ luôn cái phần này. Ok, mình sẽ đi vào cái
Họ AC Mega là gì? AC Mega. Chị AC Mega là gì nữa? Đúng với Wiki đó không? Vậy thì cái AT Mega là gì nha tụi em? Thì bây giờ thì thầy sẽ nói về cái basic family của nó. Cái công ty Atmel á, nó sản xuất là về linh kiện bán dẫn, chip này nọ đúng không tụi em? À, và dựa trên các cấu trúc của nó, cái công ty Atmel này nè, nó đưa ra một cái dòng vi điều khiển. Nó gọi là AVI Families. Nó gọi là AVI Families. Trong cái AVI Families ấy, nó có rất là nhiều loại. Một trong những cái loại đầu tiên của mình đó, nó sẽ gọi là Tiny AVS. Tiny AVS là em thấy không? Là AT Tiny Series. Nó có chữ AT Tiny Series. Là sao? Tiny có nghĩa là nhỏ, thì những cái phần này á là những cái con chip mà có cái bộ nhớ rất là nhỏ em, à, bị giới hạn về cái chân chân chẳng hoặc là ngoại vi, cái chân của cái con chip hoặc là ngoại vi, à. Em thấy không? Đó, nó còn những con chip ví dụ như rất là nhỏ nằm ở đây, à. Chip rất là nhỏ hoặc là chip nhỏ thế này thôi, nó có vài ba chân, à, một nó phải tám chân à? AT Tiny 85 gì đó, à, thì nó có 8 chân à, một con chip nhỏ 8 chân thế này thôi. Như vậy là nó cũng sản xuất những dòng chip nhỏ. Chip nhỏ nó có bộ nhớ nhỏ, số chân cẳng nó bị giới hạn, chức năng nó bị giới hạn, như một cái thứ nó mang lại lợi điểm rất là lớn. Để là cái gì em? Là cái gì ta? Nhanh thầy. Không phải nhanh. Kích thước không thầy? Không phải. Con chip này thực ra nó nhỏ nhưng nó cũng không có quá là chênh lệch so với những con chip khác. Nhiều chân hơn, ví dụ như Nvidia 8. Đấy, con này với con này thì cũng chả khác nhau là nhiều lắm. Hoặc là ví dụ như con này với con này chẳng hạn, nó không khác nhau là nhiều lắm. Thứ duy nhất nó mang lại là cái gì em? Thứ duy nhất nó mang lại là cost, giá, giá cả, chi phí. Bởi vì nè, trong những cái ứng dụng đơn giản của tôi á, tôi chỉ cần điều khiển một cái gì đó rất là đơn giản thôi, ha. Điều khiển một thứ đó rất là đơn giản thôi. Tôi cần ít bộ nhớ cũng được, tôi cần ít chân cản cũng được, nhưng cái giá nó phải rất là rẻ. Và những con này dòng ra giá rất là rẻ, ha. Rất là rẻ, ha. Em mua ở ngoài đâu đó có mấy ngàn, nhưng mà nếu mà giá gốc nó thì quá rẻ rồi. Giá gốc của nó thì chắc khoảng độ 1.000-2.000 là một con. Trong một cái product tự động về tự động mà một con chip 1-2.000 thì quá là rẻ rồi. Cái này á, ít chân cẳng, bộ nhớ ít, à, bộ nhớ 0.5 kilobyte thôi, à, nhưng mà nó rẻ. Ok, nó rẻ. Qua cái dòng Mega tốt hơn, à, performance tốt hơn, bộ nhớ tốt hơn, mọi thứ đều tốt hơn hết, à, mà nó là một dòng Mega. Nhưng rõ ràng là nó sẽ giá nó sẽ tăng lên. Dòng S Mega tốt hơn nữa, nhưng giá nó sẽ cũng sẽ tăng lên. Các dòng sau nó tốt hơn nữa, nó có giá cũng tăng lên. Như vậy á, thực chất á, nó có rất là nhiều dòng. Và chúng ta chọn một con chip ở trong cái dòng Mega AVI để học. Tại sao lại là Mega AVI để học vậy? Mà tại sao chúng ta không gặp tên Tiny em? Chúng ta phải chọn là Mega để chúng ta học. Ai trả lời cho thầy được không nào? Ai trả lời cho tôi được không?
chúng ta phải biết là tại sao chứ. Tại sao ông thầy Hiếu lại chọn con này để học? Nó đa dạng chức năng thầy. À, bởi vì như thế này. Cái con tini á, nó rẻ. Nó rẻ và em thích không? Thích, thầy thấy không? Thích luôn. À. Nhưng mà chức năng nó ít quá em. Chức năng nó ít quá, mà trong khi chúng ta là cái người học thì chúng ta phải học những nhiều cái chức năng của con chip, đúng không? Chẳng lẽ cứ đến mua một chức năng nào khác chúng ta cần, chúng ta lại đi bỏ tiền, chúng ta đi mua thêm một con chip nữa để chúng ta học. À, như vậy là chức năng nó ít quá. Thứ hai á, mình là những cái người mà mình mới sử dụng, mình viết cái short code của mình á, có thể là nó dài. À, những người mà người ta chuyên nghiệp, người ta có thể viết ngắn lại. Các bạn viết không quen, các bạn không có những cái kỹ năng gọi là optimize tối ưu cái code của bạn, thì cái bộ nhớ của bạn rất là nhiều lớn. À, cái thứ ba nữa là số chân nó bị giới hạn em. Số chân nó bị giới hạn và làm việc không có thoải mái được. Như vậy á, chúng ta sẽ chọn dòng Mega. Nó mắc hơn một chút xíu, nhưng bù lại nó đầy đủ chức năng để cho chúng ta học. Chân cẳng nhiều, bộ nhớ lớn. À, với người học vào cái bộ nhớ như thế này là quá quá lớn rồi, để cho tụi em làm rồi. À, và thằng Arduino á, nó cũng dựa vào đây để nó phát triển cái phần cứng của nó. Thằng Arduino dựa vào đây phần cứng, nó đâu phát triển phần cứng như Tiny làm gì cho nó rẻ làm gì đâu em. À, nó dựa vào đây nó phát triển, bởi vì thằng này là nó sẽ cân đối giữa cái vấn đề về chi phí và cái tính năng hiệu quả là tốt nhất, balance. À, tốt nhất. Xmega tốt, rất là tốt, nhưng mà nó lớn quá, bộ nhớ nó quá lớn, chân nó nhiều quá, không chẳng để làm gì hết. So với một số người mà mới học thì cũng không cần thiết lắm. Ok không? Ok, vì vậy á, chúng ta, các bạn đã biết được tại sao chúng ta dọn dòng Mega để học rồi. Trong cái dòng Mega á, nó lại quá trời cái con chip, loại con chip, nó có một cái loại AT Mega 8. À, từ. Đây thì mình 16. À, mình hay gọi là ATmega 16 á, ATmega 32, ATmega 328, ATmega 64, ATmega 128, ATmega 256, 2560 gì đó. À, nó có rất nhiều loại chip em. À, và trong này đấy, thầy bị khuyến khích đấy, là chúng ta sẽ học cái con ATmega 32 hoặc là 16 hoặc là 32 hoặc là 16. Hoặc là 328, đó chính là cái con chip mà trên cái board Arduino Uno. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tập trung vào 16 và 32? Bởi vì một liệu đơn giản. Khi chúng ta đưa một thầy cho các bạn một cái kỹ năng của kỹ sư của mình. Khi bạn đang muốn chọn lựa một cái đối tượng nào đó, A, B, C, D gì đó. A, B, C, D gì đó. Kỹ sư của chúng ta, sau này chúng ta sẽ gặp những cái bài toán này. Em phải lựa chọn phương án A, phương án B, phương án C hay phương án D. Em phải chọn sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C hay sản phẩm D. Vậy thì câu hỏi cho các em á, nếu cấp trên của em, các sếp của em muốn các em chọn như thế này, hoặc là bạn em tự các em phải đưa ra một phương án để chọn, một sản phẩm để các em chọn. Vậy thì em sẽ lựa chọn các phương án này bằng cách nào? Bằng cách nào các bạn? Các bạn sẽ phải đánh giá dựa trên cái gì bạn? Bạn sẽ có một cái tiêu chí. Tiêu chí của em là gì? À, em tự hỏi là cái tiêu chí của tôi là gì? Cái tiêu chí của tôi là gì? Và tôi sẽ chấm điểm với từng thằng các bạn. Dựa trên những tiêu chí này tôi sẽ chấm điểm với từng thằng. Sau đó thì tôi sẽ được cái bảng cuối cùng tổng quát lại, và tôi sẽ biết là anh nào nhiều điểm, đó chính là phương án của tôi. Vậy thì tiêu chí của mình sẽ đặt ra là gì? Tiêu chí đầu tiên của mình đặt ra là rẻ. À,
một con chip Atomega 36 nó có mấy hai mấy ba chục ngàn à, nhưng một con chip Atomega 328 này nó lên 100 mấy chục ngàn lận. À, một như vậy á, các bạn là sinh viên thì các bạn cần phải là à, giá nó phải có thể chi trả được, nó rẻ thôi, đừng có quá mắc. À, nó có những cái dòng mà không phải Atmel nó giá nó vài trăm ngàn một con, nó quá mắc đi. Vậy là mình cần là ý nhất là nó phải rẻ, nhưng nó rẻ nó phải đủ cái số chân để cho mình học, chân cẳng nó phải lớn. Cái thứ hai là memory nó phải đủ em. Ví dụ Atomega 8 này, à, em có biết các con số phía sau là gì không em? Những cái con số phía sau này nè chính là cái bộ nhớ flash 8 16 32 gì đó, chính là cái dung lượng của bộ nhớ flash em. Dung lượng của nhận giả sử 8 ký, 16 ký, 32 ký, 64 ký, 128 ký, 256 kilobyte. À, như vậy á em, nếu em chọn 256 thì nó nhiều quá em, nó nhiều quá chắc chắn là nó sẽ không có rẻ. Còn Atomega ít quá, như vậy mình chọn một cái dòng trung hơn một chút xíu, Atomega 16 hoặc là Atomega 32 hoặc là 328 328, nó vừa phải. Như vậy bạn, khi bạn có ba cái tiêu chí để bạn đặt lên bàn cân á, thì rõ ràng là bạn chọn ba phương án này là hợp lý nhất, vừa rẻ có thể chi trả được. À, một con chip đâu đó bằng 1-2 ổ bánh mì là được rồi, chân cẳng đủ xài, memory đủ lớn để mình học. Chừng nào mình học mình làm một cái gì đó to hơn, ví dụ đồ án tốt nghiệp á, mình cần một con chip mạnh hơn thì mình có thể đầu tư một con chip tốt hơn lên 100 mấy chục ngàn. À, như vậy á, đó là cái phương án mà để nói các bạn là tại sao các bạn phải lựa chọn. À, là như vậy. Ok không các bạn? Như vậy là thầy vừa kết thúc cái bài là thầy nói các bạn là cái cấu trúc bộ nhớ và tại sao mình là phải học những cái con chip mà thầy vừa highlight ở đây. Tại sao mình phải học cái dòng AVA Mega? À, tại sao mình phải chọn lập chip Mega mà không phải Tiny hoặc là S Mega? Ok không? À, thì toàn bộ cái phần phía trên á thì thầy có liệt kê một số cái và các bạn đọc thêm. À, thì bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao một chút xíu và mình sẽ vào phần tiếp theo và đi về cái feature của con AT Mega này. Ok ha? À, các bạn nghỉ giải lao trong vòng 10 phút và sau đó mình quay lại. À, 15 phút đi để thầy lưu cái video này lại nữa. Nha. Lưu lại nó hơi mất thời gian. 15 phút nha tụi em. Ok, chào tụi em.